Hello, xin chào anh em nha. Như vậy là từ game X Xem Cóc. Ôi dồi ôi, X Tam Quốc sao ấy. Ui, viết tiếng Anh đọc méo cả mồm anh em ạ. Đã ra mắt rồi anh em ạ. Thôi thì trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhập gift code. Thứ hai là mình sẽ trải nghiệm tân thủ dành cho những anh em nào mà chưa biết về gameplay con này nhá. Và cuối cùng là mình sẽ hướng dẫn anh em cách tải game. Ok, vẫn là mô típ quen thuộc như vậy thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi nhập code nhá. Nhưng mà lần đầu tiên mình thấy tựa game và phát trả hướng dẫn tân thủ quái gì. Ở phát vào đi luôn. Thì đây anh em ấn vào avatar nhân vật này. Sau đấy ấn vào phần mã đổi nhá. Đấy, nó sẽ hiện ra như thế này. Bây giờ thì có mấy cái code nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta sẽ cùng nhập luôn nhé. Code đầu tiên là X Xem Cóc này. Đây, đàn. Có một cái lưu ý là vào đầu game nó cứ tạo một cái tài khoản như kiểu là tài khoản khách ấy. Nó tự động tạo luôn, nên là anh em nếu như muốn chơi lâu dài nhá, thì nhớ ấn vào liên kết tài khoản với Google nhá. Không phải mất ác đấy. Úi dồi ôi luôn, đăng nhập khác thiết bị là lại mất ác luôn đấy. Tiếp tục này. Đấy, code thứ 3 xem nào. Code thứ 3 là TK2024 anh em ạ. Rồi, tan. Ok này. Có mấy cái kia như kiểu là vé chưa mô tướng hay là cái gì ấy nhỉ. Chưa biết nốt để xem thử xem code nó có ngon hay không. TK49 này anh em này. Tan cái đã quên mất. Nhập trên máy tính thôi, hoàng toàn là bàn tí. Ủa, sao code nào cũng thấy có một cái gì đó hình tướng tướng nhỉ. Đầu tiên mình chơi nên là cũng hơi bâng khuâng tí. Rồi đấy, hết code rồi anh em nhá. Nếu như mà có code mới thì mình sẽ cập nhật cho anh em. Thế cho nên là anh em nhớ đăng ký kênh nha. Ok này, quay trở lại vào trong phần túi xem nó là cái gì đây. Cái này là danh tướng lệnh. Trời ơi, dùng để chiêu mộ. Lệnh khiêu chiến. Code cùi này á. Biker build 34 thứ bậc A. Holy shit, Ngụy Diên. Rồi luôn, thế như nào. Võ tướng hiện tại của mình là hai em rồi. Ôi chịu rồi này, không có hướng dẫn tân thủ nên là không biết như thế nào. VIP không thì như nào đây. Có một cái VIP không, trang điểm, avatar, Ngụy Diên. À, cứ nhận một tướng mới thì chúng ta sẽ có thể là có thêm cái avatar anh em ạ. Võ tướng xem nào, nhưng mà không có tướng thì đánh đấm kiểu gì đây. Chắc là cứ phải vào chinh chiến thôi nhở. Kiêu chiến gái ra trận nhanh luôn này. Tốt chiến. Không biết là trong lúc mà đã đi chinh chiến này mình có thể quay trở về giao diện chính được không. Tốc độ x2 chưa mở khóa này. Rồi level 2 mở. À đấy, nó lại quay trở lại hướng dẫn tân thủ này. Ơ ảo ma Canada thế nhở. Hiểu kiểu gì luôn. À, khả năng cao là lúc đầu ấy, khi mà mình đăng nhập vào game cái xong mình thoát ra để mình có thể liên kết tài khoản luôn. Thế xong nó mất toi luôn cái phần hướng dẫn tân thủ. Bây giờ nó mới quay lại anh em nhá. À, 1.7 có thể bỏ qua chiến đấu được anh em ạ. Ờ, thì cũng nhanh thôi nhé. Rồi, đây chủ đề game Tam Quốc mình thấy khá là hay nha. Đồ họa cũng được chứ. Kiểu 2D thôi, nhưng mà mình thì mình cũng thích lối chơi 2D như này cho nó nhẹ. Nhiều khi 3D nhìn nó lại nặng game này. Ok, skill khá đẹp. Tiếp tục nào. Ơ, nào. Nhầm mới sao chứ. Chúa công 25 hoặc là nạp đầu có thể bỏ qua. Nạp đầu thì không biết là phần quà là gì, tí nữa mình sẽ check qua luôn. Rồi, múc. Ai à, bên kia thì vị tướng này tên là gì nhỉ? Em quần hùng. Quần hùng à. Nãy giờ mình chỉ thấy tướng bậc A thôi, chưa có xuất hiện tướng bậc S nha. Skill tướng khá là hay. Chúc dung này anh em này. Nhưng mà đồ họa về tạo hình tướng đây nhìn nó hơi lạ nha anh em. Hình như đây là phiên bản mà chơi kiểu ở Đông Nam Á thì phải. Mình thấy có nhiều quốc gia có thể chơi được Indo các thứ. Hôm nay lên fanpage thì thấy mấy cái ông nhắn tin chữ run 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 này, đoán là Thái Lan hay là Indo hay là cái gì đấy. Rồi tiếp tục là chinh chiến nha. Ok đấy. Game này mình thấy quảng cáo khá là rầm rộ, không biết như thế nào. Bỏ. Đâu. Nào. Xuất chiến. Ok, đấu luôn này. Xem tướng mới này skill như thế nào nha. Đây giống có vẻ là một vị tướng pháp sư ta. Ai à, không chém. Bên phe thục nè. Nói chung là cũng có các phe phái Tam Quốc mà. Rồi, múc luôn. Đội hình ra trận thì mình ra trận là bao nhiêu em, không biết là 5 hay 6 em nữa. Mình sẽ check qua tí anh em ạ. Ai à, ok vậy. Ô, ui. Không nhầm thì con tướng này nó có skill liên kích anh em ạ. Nếu như mà kết lướt được mục tiêu nó sẽ liên kích thêm một lần nữa. Hay ha.
rồi luôn. Mày à bưởi. Cái luôn. Cái gì đây? À, đây là vị tướng nào? Nó không hiện tên ra để mình có thể nhớ tướng luôn nhỉ. À đây, Quan Ngân Bình đây thế. Chưa quen với cái giao diện anh em ạ. Trời đất. Nào. Thu thập nhận lợi ích. Đây là cũng có cái hệ thống gọi là treo thưởng AFK. Có tướng rồi nào. Ồ, đây rồi. Có một vị tướng phẩm cam là Quan Ngân Bình. Cứ nâng lên đây. Nông dân thì chắc là cứ cam mà chơi trước. Chắc là có tướng phẩm đỏ thôi, nhưng mà tướng phẩm đỏ thì khó nâng hơn là cái chắc rồi. Đặc biệt là mình thấy kiểu này nhập cốt được có 5 cái vé chiêu mộ thì kia gì. Tốc độ x2. Tối đa là tốc độ x2 thì chưa thì có tốc độ x3 anh em ạ. Rồi, úp luôn. Nhưng mà được cái là skill có thứ mượt phết nhờ anh em nhỉ. Cũng được đấy. Ra gì vào lầy lọ đấy anh em ạ. Hy vọng là game này nó sẽ sống lâu một tí anh em nhé. Ok, bởi vì là cái tựa game này mình thấy có phát hành bản C, tức là Đông Nam Á đấy. Thì hy vọng rằng là nó sẽ sống lâu một tí, chơi cho nó sướng anh em ơi. Rồi, bụng luôn. Bụng luôn. Ok. Này này. Ok. Ảo ma Canada thật đấy. Rồi luôn. Quánh luôn này. Xong. Quan Ngân Bình. Được. Giai đoạn đầu game có em này đi khá tốt. Check qua xem nào. Ôi cái gì đây. Nạp đầu 20k thì mình sẽ nhận được một vị tướng S cộng là Triệu Vân. Ai chả. Được nhờ. Ghê vậy. Đây á. Triệu Vân đấy á. Xem trước tướng thế nào. Như là skin à. Để xem skill của Triệu Vân như thế nào nha. Ui à. Đánh hàng dọc. Cái lớp là mục tiêu có liên kích. Ui thôi thôi. Xong rồi. Cái đấy. Con lành anh em ơi. Thế tí nữa mình sẽ nạp đầu nhé. Để xem như nào nào. Perfect. Đăng nhập 8 ngày thì có cái gì đây. Ngày đầu tiên thì mình sẽ nhận được Kim Nguyên Bảo 300. Ngày thứ hai là nhận được cái gì vậy. Tướng này là tướng gì. Vào đồ giám xem phát. Tí nữa mình sẽ vào đồ giám mình xem nhé. Nhận miễn phí này. Ơ hình như là đăng nhập 8 ngày là còn tướng nữa đúng rồi. Đây khả năng là ra cắt lượng này. Đây khéo tư mã ý lên đấy. Nhìn thấy cân quen. Mỗi tháng free này. VIP. Ok này. Biết là có cày chay lên VIP không nhỉ. Cứ nạp thì sẽ có VIP thôi. Nhưng mà không biết là có nhiệm vụ nào là có thể cày chay được lên VIP không. Quài phết phúc lợi. Điểm danh mỗi ngày. Luôn ưu đãi này. Đây là nạp thôi. Mấy cái gói này là nạp. Có những sao nó hiện cái này ở đây thì chắc chắn. À đây miễn phí đây này. Rồi còn gì nữa không ta. Về cơ bản là như thế. Mình thấy có nạp đầu là có triệu hồi được Triệu Vân là. À đây. Thảm không Long Uyên. Có thể dùng để kích hoạt và tăng sao skin Triệu Vân. À thế là có thêm skin Triệu Vân nữa anh em ạ. Oh wow. Được đấy nhỉ. Chất trời rơi đi chứ. Thế nào. Nạp 20k liệu có lên được VIP 1 không. Hình như là lên được. Hiện một cái chấm đỏ đây ghét đấy nhỉ. Mỗi lần có nhân vật mới hiện ra chấm đỏ cú thực sự luôn anh em ạ. Ờ, ở đây thì có giang ngoại quân. Quân này chắc là giống như là vui à hay như thế nào nhỉ. Thế đấy. Đấy nói chung là anh em có thể thấy lối chơi là ra trận là 6 vị tướng này. Kiểu phong cách là Tam Quốc này. Đấy vượt ải các thứ. Có tính năng AFK. Về cơ bản là như vậy nhé. Nếu như mà một số những cái tính năng trên chuyên sâu hoặc là hướng dẫn tân thủ thì mình sẽ chia sẻ cho anh em ở những video tới nhá. Còn để tải game thì anh em rất là đơn giản luôn. Nếu như là iPhone thì vào App Store. Còn Android thì vào CH Play. Sau đó tìm kiếm từ khóa là X xem cóc thì nó sẽ ra phiên bản này thôi. Sau đây anh em vẫn tải về. Còn nếu như anh em muốn chơi game trên PC thì có thể tải giả lập LD Player 9 về. Đường link thì mình có để dưới phần mô tả. Cài đặt xong mở lên. Và bước 3 là vào trong cái phần cửa hàng LD. Đấy, search từ khóa là X xem cóc. Cài đặt về chơi như bình thường một chiếc điện thoại Android. Chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều gift code cũng như là mẹo chơi game X xem cóc anh em nha.